Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị và bà con, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông đã có gió đông bắc mạnh trở lại ở mức cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét nên không thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi. Trong khi đó, các vùng biển ngoài khơi của miền Trung cũng có gió mạnh lên cấp 6 từ chiều tối và đêm nay. Các vùng biển còn lại bao gồm từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan cũng như là vùng ngoài khơi ra giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa do sẽ chuyển hướng Đông Bắc hoạt động ở mức là cấp 4, cấp 5. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng gió mạnh hơn cả sẽ là khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa. Tại đây thì gió sẽ đạt mức cấp 6, có lúc cấp 7 và ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải. Đối với Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi của miền Trung từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, gió phổ biến cường độ cấp 5, có lúc cấp 6. Trong khi đó, các vùng biển phía Nam bao gồm vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và sang đến khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh nhất cũng chỉ ở khoảng cấp 5 nên sẽ ít gây trở ngại cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Tiếp theo, xin mời quý vị và bà con ngư dân cùng đến với những dự báo chi tiết cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc tại khu vực này bắt đầu hoạt động giảm dần. Đêm nay còn có cường độ cấp 6, nhưng mà từ ngày mai sẽ giảm xuống 1 cấp, phổ biến ở mức cấp 5, tình trạng biển trở lại bình thường hơn, nên ít gây trở ngại cho tàu thuyền có trọng tải lớn. Tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, tương tự như khu vực biển phía Bắc, gió đông bắc tại phía Nam Vịnh sẽ duy trì cường độ cấp 6 trong đêm nay, khiến cho biển còn động và gây khó khăn cho các hoạt động hàng hải. Tuy nhiên, đến ngày mai, cường độ gió giảm xuống, phổ biến ở mức là cấp 5, độ cao sóng trong khoảng từ 1,5 cho đến 2,5 mét, tình trạng biển ổn định dần trở lại. Xuống tới vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Tại vùng biển này thì gió đông bắc sẽ phổ biến với cường độ cấp 5, có lúc cấp 6 nên biển động. Nhiệt độ ngày đêm trên khu vực này sẽ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 27 độ. Ngoài ra, thời tiết tại đây sẽ nhiều mây, có mưa rào rải rác ở vùng ven bờ khiến cho tầm nhìn giảm nên gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải và cuộc sống sinh hoạt của bà con ngư dân. Vùng biển từ Bình Định cho đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, trong đêm nay và ngày mai, tại đây thì gió đông bắc cũng khoảng cấp 5, có lúc cấp 6 nên biển động. Sóng biển có lúc cao trên 2 mét. Tuy nhiên, mưa xảy ra ít nên tầm nhìn xa vẫn tốt trên 10 km. Tại vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và Côn Đảo, khu vực này thịnh hành đới gió đông bắc có cường độ mạnh lên khoảng cấp 5. Sóng biển cao từ 1,5 cho đến 2,5 mét. Thời tiết có mây thay đổi, mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi, cho nên tầm nhìn tốt và không gây khó khăn cho các hoạt động lưu thông của tàu thuyền có trọng tải lớn. Chuyển sang vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Gió đông bắc sẽ tăng cường độ trong đêm nay và ngày mai, nhưng cùng lắm cũng chỉ ở khoảng cấp 4. Thời tiết nhiều mây hơn nhưng mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi. Nhìn chung, thời tiết và tình trạng biển sẽ ít gây trở ngại cho các hoạt động đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, tại đây, gió thịnh hành hướng đông bắc, cường độ có tăng hơn so với 24 giờ trước, nhưng cũng phổ biến ở khoảng cấp 4, nên tình trạng biển bình thường trong đêm nay và ngày mai. Thời tiết tiếp tục duy trì ổn định, trời hầu như ít mưa, ban ngày có nắng nên tầm nhìn tốt, sóng biển cao không quá 1,5 mét và thuận lợi cho mọi hoạt động hàng hải diễn ra trên khu vực. Quay trở ra với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Dự báo trong 24 giờ tới thì gió đông bắc trên khu vực sẽ hoạt động yếu hơn một chút nhưng vẫn ở khoảng cấp 6, có lúc cấp 7 nên biển động cùng những con sóng cao từ 2 cho đến 4 mét. Mưa xảy ra không nhiều nhưng tình trạng biển lại không thuận lợi cho các tàu thuyền lưu thông. Bà con ngư dân nên lưu ý để đảm bảo an toàn. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 cho đến 15 độ Vĩ Bắc, trên vùng biển này gió thịnh hành chủ yếu theo hướng Đông Bắc, nhưng lần này do khối không khí lạnh không xuống sâu nên cường độ gió mạnh nhất cũng chỉ ở mức là cấp 5, biển hơi động. Thời tiết vẫn duy trì trạng thái ít mưa, ngày có nắng với tầm nhìn xa trên 10 km nên nhìn chung ít gây trở ngại cho tàu thuyền có trọng tải lớn. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam, quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, trên khu vực gió Đông Bắc thịnh hành với cường độ cấp 4, cấp 5. Mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi, ban ngày có nắng, tầm nhìn xa khá tốt. Sóng biển dao động từ 1 cho đến 2 mét nên vẫn thuận lợi cho các hoạt động hàng hải trên khu vực. Cảm ơn quý vị và bà con ngư dân đã theo dõi bản tin thời tiết biển của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.